Nhìn cái gì? Còn không mau chấm cứu đi. Châm cứu xong rồi. Tiếp theo đây, hãy để tôi xoa bóp cho cô nhé. Anh muốn làm gì vậy? Xoa bóp cho cô đấy. Trên bụng của cô có mấy cái huyệt vị, có hiệu quả giảm đau vô cùng tốt. Kỹ thuật của anh thần kỳ thật đấy. Trước đây, tôi đã từng đến những tiệm châm cứu khác, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Đây chính là cửu âm thần kinh mà tôi học được từ nữ sư phụ của tôi. Tiệm châm cứu làm sao có thể so sánh được chứ? Anh đúng là nhiều tài lẻ thật đó. Kỹ thuật đè người của tôi cũng rất cao cường đấy. Dì ơi, dì có muốn cùng cháu phát sóng trực? Tiếp. Hạ Như, con bé, có phải đã hiểu lầm chúng ta rồi không? Nói đúng ra thì cũng không hẳn đâu. Vậy tôi sẽ đi giải thích với con bé. Giải thích cái gì chứ? Chúng ta chẳng lẽ đơn thuần chỉ là quan hệ giữa chủ nhà với khách trọ thôi sao? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Cô nói vậy thì là vậy đi. Để tôi đi giải thích với cô ấy. Cả nhà ơi, đây là căn biệt thự gì mình mới mua đó. Vừa bước ra khỏi cửa là thấy sân gôn liền. Mặc Hạ Như, anh thích em. Xin em hãy làm bạn gái của anh, Đỗ Bảo Đăng. Xin lỗi anh, bây giờ tôi không muốn yêu đương gì cả. Mặc Hạ Như, từ ngày đầu tiên anh gặp em, anh đã yêu em mất rồi. Anh biết trong mắt em, Đỗ Bảo Đăng anh không phải là người ưu tú nhất. Nhưng anh nói cho em biết, trên đời này anh chính là người yêu em nhất. Đỗ Bảo Đăng, anh làm tôi đau đấy. Hạ Như, anh có chỗ nào không tốt thì anh sẽ thay đổi mà. Thả tôi ra, tôi đã có người mình thích rồi. Là ai? Là anh ấy. Anh mà cũng xứng với Hạ Như sao? Tôi, đây là người hâm mộ của tôi, cứ luôn quấy rầy tôi. Anh giúp tôi đi. Được thôi, vậy thì cô phải hứa để tôi kiểm tra thân thể cô đấy. Đồ biến thái, ông đang hỏi mày đấy. Mày bị câm hả? Chó ngoan thì không cản đường. Anh chưa từng nghe qua sao? Mày nói ai là chó đấy? Bây giờ ở đây, ngoại trừ con chó đeo bám, mặt dày vô liêm sỉ là anh, thì còn con chó nào khác sao? Mày chán sống rồi. Cẩn thận, anh ta từng học qua Tây Côn Đô đó. Vậy sao? Nhóc con, ông tiễn mày. Thằng nhãi, mày làm gì ông đây thế? Chiêu này gọi là điểm huyệt hoa cúc. Anh từng nghe qua chưa? Tôi chỉ nghe nói về điểm huyệt hoa hướng dương thôi. Điểm huyệt hoa hướng dương, cái đó chỉ nhằm vào người bình thường thôi. Những kẻ xấu xa như anh thì phải dùng điểm huyệt hoa cúc. Có gì khác biệt không chứ? Điểm huyệt hoa hướng dương cho phép anh tự cử động trong vòng 3 tiếng. Còn điểm huyệt hoa cúc, lúc anh không thể cử động, một bộ phận nào đó sẽ ngứa ngáy không chịu được. Không ngờ tên lưu manh này lại đỉnh như vậy. Anh đừng hòng lừa tôi. Anh không tin đúng không? Vậy thì chúng ta cứ đợi đó mà xem. Chúng ta đi thôi. Anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Không sao đâu, cũng lắm là té ra mấy lần thôi. Cảm ơn anh nhé. Đừng quên chuyện mà cô hứa với tôi đó. Cô vừa mới nói mà. Anh ơi, tôi sai rồi. Anh thả tôi ra đi mà. Mau lại đây. Anh muốn làm gì? Tất nhiên là kiểm tra sức khỏe của cô rồi. Kiểm tra kiểu gì vậy? Tất nhiên là cởi hết quần áo của cô ra rồi. Sau đó quét qua từng tấc da tấc thịt của cô bằng điện thoại.
Kích thích vậy sao? Được thôi, làm đi. Cô không sợ sao? Sợ cái gì? Cô không sợ tôi hại cô sao? Anh là vợ của tôi, vừa rồi lại cứu tôi, sao lại nỡ làm hại tôi được chứ? Với lại anh giúp tôi kiểm tra sức khỏe cũng là vì muốn tốt cho tôi mà. Trên người cô có hình xăm hoa văn không thế? Có. Sao anh biết? Ở đâu thế? Ở sau lưng. Tôi có thể xem được không? Được thôi, nhưng anh phải giúp tôi một việc. Việc gì vậy? Tôi không thể tự cởi ra được. Anh giúp tôi cởi được không? Không hay lắm đâu. Tôi sẽ không nói với gì tôi đâu. Vậy thì được. Anh nhìn thấy chưa? Đừng nhúc nhích. Chúc mừng Lộc Gia, đã tìm được người vợ đầu tiên. An Ninh, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi. Này, tôi tên là Mạc Hạ Như. Đừng gọi An Ninh nữa. Tôi thấy hình xăm rồi, cô mau mặc quần áo vào đi. Anh giúp người ta mặc vào đi. Hạ Như, Tô Phong anh hay lắm. Anh dám bắt nạt Hạ Như. Dì nhỏ à, dì đừng hiểu lầm anh Tô Phong. Hiểu lầm? Lại còn anh Tô Phong. Anh nói mau, anh cho Hạ Như uống thuốc mê gì rồi? Xin thề với trời, tôi chỉ chụp tấm ảnh thôi. Anh dám lấy ảnh khỏa thân của Hạ Như để đe dọa con bé sao? Đâu có ảnh khỏa thân nào đâu, chỉ là một bông hoa hồng thôi. Anh ta dùng hoa hồng để đối phó với cháu à? Dì nhỏ, bây giờ dì không được tỉnh táo cho lắm. Chúng ta ra ngoài trước đi, cháu sẽ giải thích cho dì ngay. Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi cũng sẽ chụp được hình xăm trên người cô. Hạ Như, anh ta có động tay động chân gì với cháu không? Dì nhỏ à, dì thật sự hiểu lầm rồi. Váy của cháu vô tình bị bung ra, cháu không tự buộc lên được. Cháu bảo anh ấy buộc nó lại giúp cháu. Cháu là con gái, sao không biết xấu hổ thế? Lại để một người đàn ông buộc cho, cháu sợ bị lộ hàng. Nhất thời vội vàng nên cháu không để ý nhiều như vậy. Cháu đó, lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng. Không phải là cháu thích anh ta đó chứ? Dì nhỏ, dì đừng lấy cháu ra làm trò đùa nữa. Sao cháu có thể thích một tên lưu manh vậy chứ? Vậy thì được, đừng thích anh ta. Anh ta chính là tên vô liêm sỉ. Trừ việc biết chút y thuật ra thì chẳng biết gì cả. Dì à, sao cháu lại cảm thấy hình như dì thích anh ta? Cháu hay nhỉ, cháu dám lôi dì ra làm trò đùa. Dì đuổi cháu ra ngoài nhé. Căn nhà này không phải của dì, lời dì nói không có trọng lượng đâu. Còn dám cãi lại, xem dì xé miệng cháu ra nè. Có người muốn lấy mạng tôi kìa. Thiếu gia, tôi đã điều tra rồi. Chỉ có chứng cứ ngoại tình của Triệu Hùng Kiên thì sẽ không thể khiến anh ta ra đi tay trắng được đâu. Trừ khi cái gì? Trừ khi tìm được bằng chứng phạm tội anh ta hối lộ ông chủ Kim. Ông chủ Kim là ai? Ông chủ Kim là một khách hàng lớn của công ty họ. Triệu Hùng Kiên có rất nhiều hoạt động kinh doanh làm chung với ông chủ Kim của công ty Kim Thịnh. Điều tra lai lịch của ông chủ Kim, tôi muốn một mũi tên trúng hai đích, lật đổ họ triệt để luôn. Vâng thưa thiếu gia. Ngọc Tuyết, cô làm gì vậy? Nói mau, có phải anh có ý đồ xấu với Hạ Như đúng không? Tôi đã nói rồi mà, đó là hiểu lầm thôi. Vậy anh thề đi, nếu anh có ý đồ xấu với Hạ Như, anh sẽ bị trời đánh. Có cần phải ác như vậy không chứ? Anh có thể không? Tô Phong, tôi xin thề, nếu tôi có ý đồ xấu với Mạc Hạ, có phải hai người đang nói về cháu không? Không có, tôi đang nói về Tây Mạc Như. Đúng vậy, là Tây Mạc Như. Tây Mạc Như sao? Là một giờ chim mơ Lolita đang rất hot gần đây. Nghe nói bắt đầu phát sóng trực tiếp bán bánh, mức độ được yêu thích cực kỳ cao. Có người này sao?
Cháu ở trong giới lo lâu vậy rồi, nhưng chưa từng nghe thấy người này. Hot top top nhiều mà, cháu chưa nghe tới cũng bình thường thôi. Hạ Như cháu qua đây, dì có điều này muốn nói với cháu. Hạ Như, cháu thấy Tô Phong là người thế nào? Mặc dù trông giống như một tên lưu manh, nhưng ở cạnh anh ta cũng vui. Cháu thật sự thích anh ta sao? Sao có thể chứ? Cháu đường đường là hot top top Mặc Hạ Như, có 800.000 người hâm mộ, loại đàn ông nào cũng từng gặp qua rồi. Sao cháu có thể thích kiểu người khô môi múa mép như vậy chứ? Vậy thì được. Dì nhỏ à, dì cứ luôn miệng hỏi cháu có thích anh ta không. Dì có hứng thú với anh ta phải không? Cháu đừng nói nhảm. Dì với anh ta vốn không phải là người giống nhau. Cháu thấy dì đang tự dối lòng thì có. Dì nhỏ à, chúng ta có cần kiểm tra thử hay không? Kiểm tra kiểu gì? Son môi của Lâm Băng càng ngày càng ngon. Sao thế hả, Ngọc Tuyết? Anh qua phòng tôi một chút, nhanh lên. Hơn nửa đêm rồi, còn bảo mình tới phòng cô ấy. Trong đó còn có hai người. Đây rõ ràng là đang dụ dỗ mình mà. Ngọc Tuyết, cửa không khóa, anh vào đi. Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết. Sao tôi cảm thấy hai người là vợ lớn vợ nhỏ của tôi vậy? Anh giúp tôi chữa bệnh, vậy tôi chắc chắn phải báo đáp anh tử tế rồi. Anh đuổi tên Phan cuồng quấy rầy tôi, tôi cũng phải báo đáp anh chứ. Vậy hai người định báo đáp tôi như thế nào đây? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Hạ Như quay phim, có sao không? Tôi đồng ý rồi. Con bé muốn quay chụp gì cũng được. Thật không ngờ, lần đầu tiên tôi quay phim lại là sản xuất phim chuyện ba người. Quá đã. Không biết cơ thể tôi có đạp được không đây. Yên tâm, đợi tới khi anh không chịu nổi nữa, chúng tôi sẽ ăn anh. Vậy thì tôi sẽ lấy ra con át chủ bài của tôi. Cửa không khóa, anh vào đi. Ngọc Tuyết, tôi đến rồi đây. Lại đây. Muộn thế này rồi, các cô còn ăn mặc đẹp thế này, tất nhiên là để báo đáp anh rồi. Tôi có đẹp không? Đẹp lắm, rất đẹp. Vậy tôi có dễ thương không? Dễ thương lắm, rất dễ thương. Vậy trong hai chúng tôi, anh thích ai? Thánh thần, đây là câu hỏi mạo hiểm. Không được, không được trả lời. Tôi thích hết, ai cũng thích. Bắt buộc phải chọn một người. Không dễ chọn lắm. Anh không chọn, chúng tôi chọn giúp anh. Thì ra các cô thích chơi trò này. Đúng vậy, anh không ngờ tới đúng không? Chuyện kích thích hơn vẫn còn ở phía sau kia. Nếu đã như vậy thì cứ làm đi. Yeah.
Hai người đang làm gì vậy? Chúng tôi cho anh thêm chút kích thích đấy. Không chơi nữa, không chơi nữa đâu. Hai người cởi dây trói ra cho tôi đi. Cởi dây trói ra thì chơi sẽ không vui nữa đâu. Hai người đang muốn diệt khẩu tôi sao? Làm sao có thể chứ? Anh là bác sĩ giỏi của tôi mà. Còn anh là vệ sĩ ưu tú của tôi mà. Hai người là đang lấy oán trả ơn phải không? Anh nói gì vậy? Tôi biết sai rồi mà. Hạ Như, Hạ Như, tha cho tôi đi mà. Tôi cầu xin hai người đấy. Tha cho anh thì cũng được thôi. Có điều. Có điều gì? Sau này không được có mấy cái suy nghĩ bậy bạ với chúng tôi. Vậy thôi hai người lấy mạng tôi đi. Anh nói cái gì? Ý tôi là, đối diện với hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu mà tôi không có chút suy nghĩ bậy bạ nào, thì điều đó chứng tỏ hai người không hề có sức hút rồi. Mồm mép nhanh nhẩu. Tôi thấy là anh rõ ràng đã thích gì của tôi. Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Vậy là anh thích tôi sao? Tôi không thích ai cả. Anh thề đi. Nếu như anh nói dối thì anh sẽ lập tức biến thành thái giám. Sao cứ hở ra là cô bắt người ta thề vậy? Còn bắt thề, lời thề cay độc như vậy nữa. Nếu hôm nay anh không thề thì tôi sẽ không để anh thấy ánh mặt trời ngày mai. Thật trùng hợp, tôi xem dự báo nói mai trời sẽ âm u, không thấy mặt trời đâu. Bớt nói nhiều, mau thề đi. Cô cứ bắt tôi thề, rốt cuộc là cô muốn tôi thề cái gì? Đúng vậy nhỉ? Chúng ta muốn anh ta thề gì nhỉ? Cháu cũng quên mất rồi. Hai người đẹp à? Đừng nói là hai người lấy tôi ra để mua vui đấy chứ. Vậy thì đã sao? Không phục sao? Phục chứ, phục sát đất luôn. Vậy thì sẽ đánh thêm vài cái. Cứu tôi với. Hai cô gái này hành hạ mình cả một đêm, đúng là đáng ghét mà. Alo thiếu gia, Lâm Băng, nhớ tôi rồi đúng không? Biệt thự lại được cho thuê thêm một phòng rồi. Lâm Băng, chúng ta thiếu tiền lắm hay sao? Lần này có tới hai người đẹp lận đấy. Tôi nghe nói một người giống băng, một người giống lửa. Khi nào nhận phòng? Bây giờ đã đến tiểu khu rồi. Anh mau đi đón bọn họ đi. Được phục vụ cho người đẹp là niềm vinh hạnh của tôi. Sao cô lại đẩy tôi? Không phải là cô nói tên công tử nhà giàu đó sống gần đây sao? Vân Vân tay vịn ở karaoke. Đúng vậy. Vậy anh ta đâu? Làm sao tôi biết được chứ? Đào Đào tay vịn ở karaoke. Tôi nói cho cô biết, để tìm được anh ta, tôi đã thuê phòng ở gần đây. Mắc lắm đó. Nếu như không tìm thấy anh ta thì cô trả số tiền này đấy. Đúng là cái tivi màn hình phẳng, chỉ được cái nóng này thôi. Cô nói ai phẳng đấy? Ở đây cũng không có ai khác. Nói ai thì người đó tự biết. Cô là cái đầu ngực to não phẳng. Còn cô là cái sân bay quốc tế. Cô là cái đầu ngực to não phẳng. Đầu ngực như sân bay, cái đầu ngực to não phẳng. Cô là ngực phẳng như sân bay. Đây không phải là vợ lớn và vợ nhỏ của mình sao? Này, dừng lại đi. Hai người đẹp ơi, sao mới nói có mấy câu mà đã đánh nhau rồi? Mau tránh ra, đừng có lo chuyện bao đồng. Sao hai người không nghe tôi khuyên gì cả vậy? Như vậy sẽ làm hư hoa hư cỏ mất. Đường Tam Tạng sẽ liều mạng với hai người. Im miệng. Là anh sao? Các người biết tôi sao? Vừa nãy vẫn còn khỏe mà. Sao bây giờ lại đột nhiên ngất xỉu vậy? Không được. Mình phải hô hấp nhân tạo cho họ mới được. Như vậy không hay cho lắm. Dù sao cũng là vợ của mình mà. Có gì mà không hay chứ? Không được. Lỡ như bọn họ tỉnh dậy, xong lại đánh mình như Ngọc Tuyết thì phải làm sao? Có điều, cứu một mạng người như xây 7 tòa tháp. Huống chi đây là xây được cả 14 tòa tháp. Im miệng. Tô Phong, anh đang làm gì vậy? Bọn họ ngất xỉu rồi. Tôi đang định hô hấp nhân tạo cho họ. Tôi thấy anh là đang muốn nhân cơ hội giở trò lưu manh.
Bọn họ hô hấp bình thường, không cần hô hấp nhân tạo gì cả. Thế này mà không phải là giở trò lưu manh sao? Có thể là tình huống khẩn cấp nên mới xảy ra nhầm lẫn. Đưa họ vào trong trước đi. Bọn họ cứ hôn mê như vậy cũng không phải là cách đâu. Bọn họ là ai vậy? Vợ lớn với vợ nhỏ của tôi. Đồ lưu manh. Để tôi xem trên người của họ có thứ gì không. Trương Vân Vân, Lý Đào Đào, đây không phải là hai cô gái thuê nhà sao? Nếu như có gì xảy ra, có khi nào sẽ liên lụy đến chúng ta không? Chắc là không đâu. Bọn họ còn chưa vào trong đã ngất xỉu rồi, không liên quan gì đến chúng ta hết. Bọn họ, một người là người vợ lớn tính tình nóng nảy, còn một người là vợ nhỏ ngoan ngoãn của tôi đấy. Chào cô, tôi là Trương Vân Vân. Tôi là Lý Đào Đào. Tôi là Trương Vân Vân. Xin chào, tôi là Lý Đào Đào. Xin chào, tôi là Trương Vân Vân. Xin chào, tôi là Lý Đào Đào. Rất vui được làm bạn cùng nhà với mọi người. Bạn cùng nhà sao? Các cô không sao chứ? Chúng tôi ổn. Bình thường chúng tôi cũng đùa như vậy. Đúng vậy, hai chúng tôi như cùng một người vậy đó. Anh là chủ nhà đúng không? Chúng tôi ở phòng nào? Tôi dẫn các cô qua đó nhé. Cảm ơn anh chủ nhà. Đồ nịnh bợ. Mùi giấm nồng quá đi. Cháu làm vỡ bình giấm à? Đứng trong hũ giấm nên không thấy chua. Đây là phòng của các cô. Cảm ơn Tô Công Tử đã mời chúng tôi vào biệt thự của anh. Cô biết tôi à? Tất nhiên rồi, chúng tôi đã xem qua hợp đồng thuê nhà. Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng nhà. Tô thiếu gia, sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi có thể làm mọi thứ cho anh. Vân Vân à, cô đừng làm Tô thiếu gia sợ. Không biết ngượng à? Người ta 456 mà. 456 nghĩa là gì? Anh muốn biết nghĩa là gì sao? Vậy tối nay anh đến phòng tôi đi. Tôi sẽ nói cho anh biết. Người vợ lớn này của mình trực tiếp quá rồi đó. So với kiếp trước cứ như hai người khác nhau vậy. Chuyện này không thích hợp lắm đâu. Hai nữ một nam khó mà phát huy tốt. Hoặc là chúng tôi đến phòng của anh cũng được. Vợ nhỏ à? Sao ngay cả em cũng sa đọa vậy? Tôi ra ngoài đây, tạm biệt. Thật không ngờ lại để chúng ta tìm ra nhanh như vậy. Với lại anh ta vẫn chưa nhận ra chúng ta là người đã nhảy với anh ta lúc đó. Trời không phụ lòng người. Con rùa vàng này tôi chắc chắn sẽ câu được. Tôi phát hiện ra trước. Anh ta lẽ ra nên thuộc về tôi. Chuyện này thì phải dựa vào khả năng của mỗi người. Người đàn ông này đều thích người thuần khiết. Thuần khiết, cái đó dành cho người ngoài xem thôi. Đóng cửa lại thì ai cũng thích kiểu lẳng lơ như tôi. Vậy thì chúng ta cứ chờ mà xem. Chờ thì chờ. Anh Tô Phong, anh có thể vặn ra giúp tôi được không? Thật biết giả vờ. Vậy chai này tặng cho anh. Vừa hay tôi cũng khát nước. Trà xanh này chẳng ngon gì cả. Tôi có thể thử chai của anh không? Nếu cô không để ý thì được thôi. Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Vợ nhỏ, em biết cách chơi thật đó. Anh Tô Phong, lát nữa anh có rảnh không? Sao vậy?
Anh đưa tôi đi mua một bộ quần áo được không? Chuyện này không thích hợp đâu. Cô bảo Vân Vân đi với cô đi. Vân Vân không có thời gian. Anh đi với tôi đi mà. Có được không? Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Đi thôi. Đi dạo 4 tiếng đồng hồ. Chỉ mua 2 chiếc quần yoga về nhà. Người ta thích yoga mà. Sau này hai chúng ta có thể tập cùng nhau. Tập gì vậy? Tập yoga đó. Anh nghĩ gì vậy? Tôi tưởng chúng ta sẽ cùng nhau vận động chứ. Cô sao vậy? Tôi bị trẹo chân rồi. Anh Tô Phong, có thể là do quá lâu rồi tôi không tập luyện. Vậy phải làm sao? Giá mà có người cõng tôi thì tốt biết mấy nhỉ. Tôi đang nghĩ gì không biết. Nếu không thì anh cứ về trước đi. Tôi bảo Vân Vân xuống đón tôi. Để tôi cõng cô. Để tôi cõng. Nào từ từ thôi. Để tôi xem cô đắc ý được bao lâu. Vân Vân đâu rồi? Có lẽ cô ấy đã ra ngoài rồi. Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé. Anh đừng đi mà. Anh Tô Phong, anh ở lại nói chuyện với tôi một chút. Có được không, anh Phong? Giờ tôi chỉ có một mình. Chân lại bị thương nữa. Tôi cô đơn quá đi thôi. Vợ nhỏ à? Sao cô lại thành ra như thế này chứ? Anh gọi người ta là vợ. Người ta ngại lắm đó. Còn ở đây giả vờ với tôi nữa chứ. Con rùa này cuối cùng cũng mắc câu rồi. Anh Tô Phong à, anh ôm người ta, làm người ta không thở được nè. Chân cô sưng lên rồi. Để tôi xoa bóp cho cô nhé. Như vậy thì ngại lắm. Ai bảo cô là vợ nhỏ của tôi cơ chứ. Xong rồi, thoải mái quá đi. Xong rồi sao? Tôi vẫn chưa sướng đủ mà. Gì cơ? Ý tôi là chân bên này, anh cũng xoa bóp giúp tôi đi. Đau đau, đủ rồi đó. Con nhỏ hơn này. Vân Vân, sao cô lại về rồi? Đào Đào à, cô đừng có làm phiền anh Tô Phong của chúng ta mãi thế. Sau này để tôi xoa bóp cho cô. Được rồi, vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Tô Phong à, cô bị sao vậy? Anh Tô Phong, đầu tôi đau quá. Anh xem thử, có phải là tôi bị chấn thương sọ não rồi không? Anh Tô Phong, tôi không muốn quên anh đâu. Cô đợi ở đây, tôi về phòng lấy kim châm. Châm cứu cho cô một lát là khỏe ngay thôi. Anh còn biết châm cứu nữa sao? Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho cô. Lật mặt nhanh dữ vậy sao? Ai kêu cô quay lại vậy? Đây là phòng của tôi. Tại sao tôi không thể quay lại? Tôi thấy cô chính là thấy tôi sắp thành công rồi nên cố ý quay lại để phá hoại tôi. Đúng vậy, tôi đúng là cố tình phá hoại đấy. Hơn nữa tôi sẽ lột bộ mặt giả tạo của cô trước mặt anh Tô Phong. Tôi sẽ nói cô là một con trà xanh. Cô nói ai là trà xanh đấy? Cái đồ phá hoại này. Cô chính là trà xanh đấy. Cái đồ phá hoại. Cái đồ trà xanh. Tôi nhịn cô quá rồi, cô làm tới hả? Cô tưởng tôi dễ bị bắt nạt lắm hả? Cô, cái đồ phẳng như sân bay. Cô là cái đồ mực to não phẳng. Cái đồ mực to não phẳng. Kim Trâm đến rồi đây. Hai người làm gì vậy? Anh Tô Phong, lúc nãy tôi đang kiểm tra sức khỏe cho Đào Đào ấy mà. Cô ấy không có bị chấn thương sọ não. Anh yên tâm đi. Anh Tô Phong, cô ấy bắt nạt tôi. Chuyện của hai người tôi cũng không nên tham gia vào. Đúng rồi, anh Tô Phong, anh nhìn đi. Chân của Đào Đào đã bị thương ra nông nỗi này. Chúng ta hãy để cô ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi thôi.
Đào Đào, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Tạm biệt nha. Anh Tô Phong, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Còn đưa Đào Đào nhà em về tận phòng nữa chứ. Không cần cảm ơn đâu. Vợ lớn à? Đáng ghét. Sao anh lại gọi người ta là vợ lớn vậy chứ? Sao vậy? Không thích sao? Anh Tô Phong, anh có thể dạy người ta đánh bi ra không? Vợ lớn chủ động hơn vợ nhỏ rất nhiều. Mình phải nghĩ cách. Tối hôm nay nhất định phải xử đẹp bọn họ mới được. Giữ nguyên tư thế, đừng cử động. Giữ chặt cây cơ. Dung lực. Tiểu yêu tinh. Anh Tô Phong, anh giỏi quá đi. Làm người ta mê quá chừng. Hồ ly tinh. Đến đây nào bé yêu. Anh Tô Phong, hôm nay em sẽ bị anh ăn thịt đấy. Không chịu nổi nữa rồi. Không chịu nổi thì anh phải tấn công mạnh mẽ vào đấy nhé. Cô có nghe thấy lời nói trong lòng tôi không? Tất nhiên rồi. Đến bây giờ vẫn chưa có người đàn ông nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của em đâu. Vậy tôi sẽ khiến cô thấy thế nào mới là một người đàn ông đích thực từ cổ chí kim. Đây là cái gì? Đào Đào, sao cô lại ở đây? Không phải cô muốn tôi nghỉ ngơi thật khỏe sao? Hôm nay tôi sẽ ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt. Đây là phòng của tôi mà, sao cô vào đây được? Anh Tô Phong, đừng quan tâm chuyện này nữa. Không phải hai người muốn ngủ cùng nhau sao? Vậy ba chúng ta ngủ cùng nhau nhé. Ngủ cùng nhau sao? Tất nhiên rồi. Tình cảm của tôi với Vân Vân tốt như vậy. Bây giờ tôi cũng đang bị thương. Vân Vân sẽ không để ý chuyện này đâu. Có đúng không Vân Vân? Cô chạy đến đây làm gì vậy? Mối ngon này không phải là của mình cô đâu. Cô muốn gì? Chẳng lẽ muốn ba người kết hôn với nhau sao? Tôi làm vợ cả, cô làm vợ bé đi. Tôi sẽ không để ý đâu. Cô bị ảo tưởng à? Vậy thì tôi sẽ nói với anh Tô Phong, cô là gái tay vịt ở karaoke. Đừng quên là cô cũng thế. Cô muốn đồng quy vô tận sao? Ai là vợ cả, ai là vợ bé, để anh Tô Phong quyết định. Đồng ý. Hai người đang làm gì vậy? Đi ngủ. Ngủ cùng nhau sao? Ánh mắt của hai người là có ý gì vậy? Anh Tô Phong, đêm hôm qua anh lợi hại quá đi mất. Làm người ta thích quá chừng. Nếu đã như vậy, có phải là hai người nên thực hiện lời hứa rồi không? Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Chúc mừng Lộc Gia đã tìm được vị phu nhân thứ hai. Chúc mừng Lộc Gia đã tìm được vị phu nhân thứ ba. Thank you.
Hai người phụ nữ đó là ai hả? Không phải tên là Vân Vân với Đào Đào sao? Tôi đang hỏi anh với họ có quan hệ gì? Có quan hệ gì đâu. Không có quan hệ gì sao? Vậy tại sao tối qua họ lại ở phòng anh? Cô biết rồi à? Muốn người ta không biết thì trừ phi không làm. Anh nói xem, có phải anh ngủ với họ rồi đúng không? Cô ghen rồi à? Tôi còn lâu tôi mới ghen. Tôi lo sẽ ảnh hưởng đến việc thuê nhà thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện trêu đùa phụ nữ đâu. Nếu cô không yên tâm thì tôi sẽ đuổi họ ra ngoài. Liên quan gì đến tôi chứ? Quản cho tốt thân dưới của anh đi. Ngọc Tuyết, công ty muốn mở cuộc họp cổ đông, cô đến đây chút đi. Anh có thể làm bạn trai tôi không? Lật mặt nhanh vậy sao? Không phải thật đâu, đóng giả thôi. Vậy tôi có lợi ích gì không? Anh muốn lợi ích gì? Tôi muốn chụp mông của cô, hình xăm trên đó. Anh giở trò lưu manh với tôi đấy à? Không muốn thì thôi. Chỉ cần chụp ảnh thôi đúng không? Đúng vậy, chỉ là chụp ảnh thôi. Được, chụp một bức ảnh. Điểm yếu của cô ở trong tay tôi rồi. Đến lúc đó không phải muốn thế nào thì được thế đó sao? Đi thôi. Đừng vội thế chứ. Anh còn muốn gì nữa? Hôn tôi một cái đi. Ngay cả chuyện này cô cũng không làm được, mà còn muốn tôi giả làm bạn trai của cô. Chỗ này cũng phải hôn một cái. Tô Phong, anh đừng có mà được voi đòi tiên. Tôi là người có nguyên tắc sống. Mấy chuyện giả mạo này tôi không làm đâu. Cô tìm người khác đi. Anh Phong à, tương lai còn dài mà. Tôi hứa chỉ cần anh giúp tôi chuyện này, những ngày sau này mỗi ngày sẽ càng thêm phong phú. Có được không hả? Tương lai còn dài, mỗi ngày sẽ càng thêm phong phú. Cố lên. Cô làm gì vậy? Nhìn vẻ mặt này của anh, tôi biết anh đang nghĩ tới chuyện bẩn thỉu. Bây giờ tôi vẫn chưa có được. Tôi không được nghĩ chắc. Mau thu dọn đi, rồi ra ngoài với tôi. Đi đâu? Công ty Thiên Tuyết. Tới đó làm gì? Triệu Hùng kiên định đem 1/3 cổ phần của công ty bán cho ông chủ Kim của công ty Kim Thịnh. Tôi phải tới ngăn anh ta lại. Ông chủ Kim. Ông chủ Kim là một khách hàng lớn của công ty họ. Triệu Hùng Kiên có rất nhiều hoạt động kinh doanh làm với ông chủ Kim của công ty Kim Thịnh. Lúc trước tôi chưa kết hôn, anh ta đã theo đuổi tôi. Xuất thân gia đình rất vững chắc, có mạng lưới quan hệ rộng trong cả hai giới thương mại với chính quyền. Chuyện này không tốt sao? Vậy sao cô không đồng ý với anh ta? Chẳng lẽ là vì Triệu Hùng Kiên cũng chỉ là một tên đàn ông xấu xa, tham tiền phụ nghĩa. Nhưng ông chủ Kim của công ty Kim Thịnh cũng là tên ăn chơi phóng đãng, không thua kém gì cả. Nghe nói trước đây, anh ta vì để ngủ với một ngôi sao nữ, trực tiếp ném ra 100 triệu. Ngày thứ hai thì chia tay luôn. Loại người chơi đùa với phụ nữ như vậy, sao tôi có thể đồng ý chứ? Ngọc Tuyết tốt lắm. Cô vì tôi mà giữ mình nhiều năm như vậy. Để tôi chạm vào trái tim cô chút nhé. Anh làm gì vậy? Đừng lề mề nữa. Mau thu dọn rồi thay đồ đi. Sao vậy? Sợ tôi làm mất mặt à?
Tôi chỉ muốn anh đóng giả giống chút thôi. Anh mặc bộ này đi học với tôi à? Tôi sợ tôi mặc đẹp trai quá. Đến lúc đó, tôi mà đào hoa quá thì cô lại ghen nữa. Anh làm gì thế? Là bạn trai của cô. Nếu tôi không làm thế, lát nữa họ sẽ nghi ngờ. Vậy anh cũng không cần phải ôm eo tôi đâu. Nắm tay không phải được rồi sao? Cô xem, ôm eo cũng không được. Lát nữa có hành động quá đáng hơn thì cô quay ra xử tôi luôn thì sao? Thế nên tốt nhất là anh kiểm soát hành vi của bản thân chút đi. Tôi biết rồi. Cô yên tâm đi. Hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cô trở thành tiêu điểm sáng nhất ở trong đó. Cứ giao cho tôi. Với sự giúp đỡ của Kim Tổng, tôi tin tập đoàn Thiên Tuyết của chúng ta chắc chắn sẽ càng huy hoàng hơn. Nghe nói Kim Tổng là một huyền thoại trong giới đầu tư. Mọi người quá khen rồi. Tất cả đều là công lao của vợ tôi, Kim Huy, chủ tịch tập đoàn Kim Thịnh. Phu nhân đúng là nữ trung hào kiệt mà. Vợ của Triệu Tổng, Bạch Ngọc Tuyết, Tần Hồng Vân, phó chủ tịch tập đoàn Kim Thịnh, mới là người kiểm soát thực tế của công ty. Sao không thấy cô ấy tới vậy? Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi. Tuyết Nhi, Ngọc Tuyết, cuối cùng em cũng đến rồi. Vị này là tài xế của em à? Sao lại đưa anh ta vào đây vậy? Cuộc họp lần này của chúng ta liên quan đến tương lai của công ty. Em đưa một người ngoài đến đây không thích hợp lắm đâu. Anh ấy không phải người ngoài. Anh ấy là chồng tương lai của tôi. Các vị à, vợ tôi ấy à, luôn thích đùa thế đấy. Tôi không có đùa với anh. Thông báo với các vị, tôi và Triệu Hùng Kiên đã thỏa thuận ly hôn rồi. Anh ta chỉ có một nửa số cổ phần mà thôi. Vì vậy anh ta muốn thỏa thuận chuyển nhượng, tôi không đồng ý. Tốt rồi, Bạch Tổng sắp trở lại cuộc sống độc thân tự do rồi. Sau này chúng ta hợp tác thì sẽ càng thuận tiện hơn. Ông chủ Kim, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng có điều, tôi không có ý định chuyển nhượng cổ phần của công ty cho anh. Em nói sao? Em không sợ anh nổi điên lên sao? Mánh khóe của ông chủ Kim, đương nhiên tôi hiểu rõ. Cho nên tôi đặc biệt dẫn Tô Phong đến đây. Em nghĩ một tên tài xế có thể khiến anh từ bỏ tập đoàn Thiên Tuyết à? Chuyện này có hơi viển vông rồi đấy. Anh ấy không phải là tài xế. Anh ấy là bạn trai của tôi. Bạch Tổng à, anh ta cũng chỉ là nhân viên giao hàng thôi. Anh ta và cô không có xứng đôi. Thì ra là nhân viên giao hàng. Bạch Tổng, chúng ta đang bàn chuyện làm ăn đấy. Tìm một tên giao hàng đến đây diễn thế này e là không hợp tình lắm. Đúng đó, cho dù cô đã ly hôn với Triệu Tổng cũng không thể tìm một người giao hàng diễn trò này chứ. Ngọc Tuyết à, xem ra bọn họ không tin. Cho bọn họ mở mang chút đi nào. Ngọc Tuyết, em ngang nhiên hôn tên thối tha này. Muốn từ chối anh cũng đâu cần dùng loại người này để khiến anh kinh tởm chứ. Tôi đi giao hàng chỉ để trải nghiệm cuộc sống này chút thôi. Tôi chẳng thấy xấu hổ gì cả. Bớt chém gió đi. Nếu thật sự có năng lực, ai lại đi giao hàng chứ? Thế này đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch có được không? Giao dịch gì? Chỉ cần anh rời khỏi Ngọc Tuyết, tôi sẽ cho anh 100 triệu. 100 triệu sao? Kim Tổng ơi là Kim Tổng, ra tay thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhóc con, cậu sắp giàu to rồi đấy. Tự nhiên nhận được 100 triệu. Số tiền này đủ cho cậu sống an nhàn ba đời đó. 100 triệu à? Đúng, 100 triệu. Quá đã đúng không? Anh không cần nghi ngờ sự giàu có của tôi. Vì Ngọc Tuyết, 100 triệu này ra đi cũng đáng. Một người phụ nữ nhìn chồng mình tiêu tiền cho người phụ nữ khác, sắc mặt lại không hề thay đổi, đúng là không đơn giản. Thật là xin lỗi nhé Kim Tổng. Mặc dù trước đây tôi là người giao hàng, nhưng tôi cũng là một người có lý tưởng, có chí khí, là một thanh niên tốt của xã hội, coi tiền như cỏ rác. Chỉ 100 triệu thôi, đừng hòng mua chuộc được tôi. Nhưng mà tôi nghe nói tài sản của Kim Tổng đây phải trị giá chục tỷ. Chỉ cần anh chịu bỏ ra một nửa tài sản của mình thì hãy bàn chuyện giao dịch với tôi. Tôi nhất định sẽ bằng lòng bàn bạc với Kim Tổng. Tôi có nghe nhầm không vậy? Thằng nhóc cậu mở miệng ra là đòi 5 tỷ. Nhóc con, cậu tưởng tiền âm phủ chắc? Vậy để tôi đốt cho cậu. Ông chủ Kim à,
Không phải ông rất thích Ngọc Tuyết sao? Bây giờ vì cô ấy, bỏ ra một nửa số tài sản cũng không được. Cũng phải ha. 5 tỷ. Với anh mà nói, cũng không phải là con số nhỏ. Anh không nỡ cũng rất bình thường thôi. Vớ vẩn, tình yêu của tôi đối với Ngọc Tuyết, trời đất có thể chứng giám. Đừng nói là một nửa tài sản, dù cho toàn bộ tài sản, tôi cũng bằng lòng. Ông chủ Kim nói rất hay, nói hay lắm. Chẳng có chuyện gì trong giới nhà giàu các người mà tôi không biết cả. Hầu hết các người đều có tài sản cố định, không có nhiều tiền mặt. Đừng nói 5 tỷ, 500 triệu thôi, anh cũng chẳng lấy ra được. Ai nói tôi không lấy ra được, được lắm. Chỉ cần anh lập tức chuyển 500 triệu vào thẻ của tôi, bây giờ tôi sẽ rời khỏi Ngọc Tuyết, ngay lập tức. Nói được làm được. Ngọc Tuyết à, nếu anh thật sự chuyển cho anh ta 500 triệu, em sẽ gả cho anh đúng không? Đồng ý với anh ta đi. Đồ khốn nhà anh, dám đem tôi ra bán. Có tiền ngu gì không kiếm. Đồ vô lương tâm. Ông chủ Kim, nếu anh sẵn lòng chi 500 triệu cho tôi, chứng minh rằng anh thực sự yêu tôi không có lý do gì để từ chối anh nữa. Nhưng có điều, vợ anh đang ở đây, anh không hỏi ý kiến cô ấy thử sao? Giữa anh với Tần Tổng không thể gọi là mối quan hệ vợ chồng được, nên nói là quan hệ hợp tác thì đúng hơn. Cô ta cũng không quan tâm bên cạnh anh có người phụ nữ nào. Nếu giữa hai người nhưng chỉ có một danh phận, anh dĩ nhiên hy vọng có thể cho em danh phận này. Nếu ông chủ Kim có tình cảm sâu nặng đối với tôi như vậy, tôi chẳng còn lý do gì từ chối nữa. Được thôi, anh sẽ chuyển cho anh ta ngay. Tiêu rồi. Hiện tại mình chỉ có 40 triệu tiền mặt, các khoản khác cũng không thể rút ngay được. Kim Tổng à, sao lời bề dữ vậy? Hay là không có phải không? Ngọc Tuyết, anh chợt nhớ ra, cách đây không lâu anh đã đầu tư mấy trăm triệu dưới danh nghĩa cá nhân, bây giờ nhất thời không thể rút ra 500 triệu tiền mặt được. Hay là em bảo anh ta đợi vài ngày nữa, anh sẽ chuyển cho anh ta. Đợi vài ngày nữa hả? Ai mà biết được là đợi mấy ngày chứ. Nếu anh không có 500 triệu, tôi cũng không dám giao Ngọc Tuyết cho anh. Đến lúc đó ăn không no mặc không ấm, vậy thì đáng thương quá rồi. Cậu nói nhảm gì vậy? Sao tôi có thể để cho Ngọc Tuyết sống khổ sở được chứ? Ai mà biết chứ? Anh xem quần áo Tần Tổng mặc đi, có thương hiệu gì không? Nhìn sơ là biết không có tiền mua đồ hiệu rồi, trông phèn hết sức. Ngọc Tuyết à, thả em ngồi trên xe điện của anh mà cười, còn hơn là phải ngồi khóc trên BMW. Anh sẽ yêu thương em thật nhiều, có được không? Được. Đủ rồi đó, đừng có xén số nữa, chúng ta nói chuyện chính, đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi dự định dùng 10 tỷ để mua lại 1/3 cổ phần của tập đoàn Thiên Tuyết. Tiểu Kim, ngay cả 500 triệu anh còn không có thì lấy đâu ra 10 tỷ chứ? Cái này không cần anh phải lo. Các vị cổ đông, các vị thấy thế nào? Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tôi không đồng ý. Ngọc Tuyết, em chỉ có 40% cổ phần. Ba người chúng tôi hợp lại là đã giữ trong tay 45% cổ phần. Em không đồng ý thì có tác dụng gì sao? Ai nói cô ấy chỉ có 40% cổ phần? Trong tay tôi đang nắm giữ 15% cổ phần đây. 15 sao? Làm sao mà anh có thể nắm giữ cổ phần của tập đoàn Thiên Tuyết được chứ? Số cổ phần đó đều nằm trong tay của các cổ đông nhỏ rồi, tất cả đều là nhờ vào Song Nhi xinh đẹp của tôi đấy. Điều tra giúp tôi thành phần cổ phần của tập đoàn Thiên Tuyết, đồng thời mua lại hết cổ phần của các cổ đông nhỏ cho tôi. Vâng thưa thiếu gia. Hai chúng tôi cộng lại là có 55% cổ phần lận đấy. Tiểu Kim à, mong muốn của anh trở thành công cốc rồi. Tiểu tử, tôi sẽ nhớ mặt anh. Đi. Kim Tổng, Kim Tổng à, Kim Tổng, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ? Giúp đỡ người đẹp chút thôi mà. Anh đã mua hết cổ phần của các cổ đông nhỏ từ khi nào vậy? Anh lấy đâu ra tiền chứ? Tôi sống trong một căn biệt thự lớn như thế này, mua chút cổ phần thì đã là gì? Hôm nay anh đã cứu công ty của tôi, vậy anh muốn được thưởng cái gì? Cô nói thử xem, tôi muốn được thưởng gì hả? Đáng ghét. Không đáng ghét. Đáng ghét mà. Không có đáng ghét. Hai người mà như vậy nữa là tôi sẽ nôn ra mất. Cô, Hạ Như, cháu. Sao cháu lại ở đây? Cháu ở đây phát sóng trực tiếp nãy giờ mà. Ngược lại là hai người đó
không có chút kiêng dè gì cả. Vậy gì? Dì đi nấu cơm đây. Dự Tà, có phải tôi đã phá hỏng chuyện tốt của hai người rồi không? Tôi không biết cô là ngốc thật hay là đang giả ngốc nữa. Cái tên Kim Huy này chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. Mau chóng điều tra thật kỹ cái tên Tô Phong đó đi. Điều tra bằng cách nào? Chuyện này phải phụ thuộc vào bạn gái cũ là em rồi. Anh hư thật đấy. Đến đây nào. Nghỉ ngơi bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng thì ông đây cũng sinh khí rồi ra lại rồi. Vậy thì phải để người ta xem thử thế nào đã. Cho em thử thoải mái luôn. Lâm Băng, có phải cô thích tôi không? Lâm Băng không dám đâu. Cô có biết thế nào gọi là chơi xe chấn không? Thiếu gia không thể như vậy đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô đau đâu. Cảm thấy thoải mái không? Thoải mái lắm, cũng không đau nữa. Nếu như bây giờ cô đã thoải mái rồi, vậy thì cô hãy nói cho tôi biết hình xăm trên người cô ở đâu thế hả? Ở đây nè, anh nhìn đi. Chúc mừng Lộc gia đã tìm được vị phu nhân thứ tư. Quả nhiên là Song Nhi. Song Nhi gì chứ? Tôi là Lâm Băng. Thôi đừng nói nhiều, tôi còn có việc phải làm. Bây giờ ngay cả Thuyên Nhi cũng xuất hiện rồi. Bảy người vợ của mình cũng tập hợp đủ rồi. Nhưng mà mình chỉ mới tải lên 4 cái. Bây giờ còn có của Ngọc Tuyết, Hàn Tiểu Na và Tần Hồng Vân là vẫn chưa chụp được. Phải làm sao đây? Xem ra mình phải chủ động tấn công rồi. Đầu tiên là đưa vợ bé ra ngoài, rồi đem Nana với Tần Hồng Vân về đây. Đúng vậy, cứ làm như thế đi. Anh Tô Phong, anh muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Còn ngại nữa chứ, đâu phải em không muốn cho anh xem đâu. Đúng vậy đó anh Tô Phong, anh muốn xem thì cứ quang minh chính đại mà xem. Ai nhìn trộm chứ? Tôi đang xem động tác của hai người có đúng hay không. Anh cũng biết về yoga sao? Tất nhiên rồi. Yoga quan trọng nhất không phải là tư thế mà là động tác và hướng chuyển động có đúng hay không. Nếu không thì không những không luyện dáng được mà còn tổn thương đến thân thể nữa. Nghiêm trọng thế sao? Lấy tư thế của cô làm ví dụ đi. Cánh tay của cô và cơ thể phải thẳng thành một hàng. Anh Tô Phong, anh xem thử tư thế này có đúng hay không? Đúng rồi. Lên, xuống. Duy trì tư thế này thì cô có thể đạt được hiệu quả tập luyện tốt nhất. Anh Tô Phong, vậy còn em thì sao? Cô thì thế này, hóp bụng, nâng ngực. Đúng rồi. Anh Tô Phong, anh lại đây. Hạ Như, Hạ Như, sao cô lại ở đây? Anh Tô Phong, có phải là anh không muốn làm dựa của tôi nữa không? Sao cô có thể nói vậy chứ? Tôi đâu có ngốc. Nhiều người đẹp vây quanh anh như vậy, ai mà biết anh có hoa mắt không cơ chứ? Không phải là tôi không muốn, mà là tôi thấy Ngọc Tuyết vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tôi. Có cần tôi giúp anh giải quyết gì tôi không? Thôi kệ đi, chuyện giữa chúng tôi cô không giải quyết được đâu. Anh coi thường tôi đó à? Tôi đâu có. Vậy chúng ta cược đi. Cược gì? Nếu tôi giúp anh theo đuổi được gì tôi,
Anh phải để tôi phát sóng trực tiếp đám cưới của hai người. Vậy nếu cô thất bại thì sao? Thì tôi sẽ gả cho anh. Ôi mẹ ơi, cô thật sự dám làm đấy à? Có gì đâu chứ, ba nợ con trả thôi. Món nợ của dì tôi để tôi trả, cũng có lý mà. Ở nhóc này điên hơn An Ninh nhiều. Ăn cơm thôi. Ăn cơm trước đi. Chị Ngọc Tuyết, tài nấu nướng của chị đỉnh thật đó. Đúng đó, chúng ta có thể sống cùng nhau, đúng là may mắn mà. Có thể sống chung thì đều là duyên phận. Nào, chúng ta cùng cạn ly nào. Cạn ly nào. Để tôi đi xem là ai. Sao hai người lại tới đây vậy? Bây giờ anh là cổ đông của công ty chúng tôi, chúng tôi cũng nên đến hỏi thăm chút chứ. Đúng đó Tô Phong, anh cũng đừng quên chúng ta đã từng cùng trên một chiếc giường, đồng cam cộng khổ. Anh sẽ không tuyệt tình đó chứ? Mặc dù mình không biết cô ta giở trò gì, nhưng tối nay mình phải tóm được cô ta. Mời vào. Đồ ăn đều lên hết rồi đấy à? Các người, Ngọc Tuyết, nếu đã đến rồi thì đều là khách. Ngồi đi. Tôi đi lấy bát đũa. Rốt cuộc thì họ tới đây làm gì vậy? Sao mình lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc vậy nhỉ? Đánh đi, đánh nhau đi. Để xem tối nay anh tóm được cưng thế nào nhé. Em là cháu gái của Ngọc Tuyết à? Đúng là con gái tuổi 18 thay đổi quá nhỉ. Tối nay chỉ là ăn cơm thôi, ăn xong thì mời về nhé. Ngọc Tuyết à, bây giờ anh đã cải tà quy chính rồi. Em phải tin anh. Bây giờ anh không còn hợp tác với lão Kim nữa. Anh mà cải tà quy chính, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây. Ngọc Tuyết à, nếu bây giờ ông chủ Triệu đã cải tà quy chính rồi, vậy thì chúng ta ăn cơm đi. Ăn thôi. Anh Tô Phong à, trước đây là do em sai, bây giờ em xin tạ lỗi với anh. Hy vọng anh có thể tha thứ cho em. Ai cũng có rượu hết rồi, cạn ly đi. Rượu mà anh Tô Phong chọn vẫn ngon như ngày nào. Thứ mà mình yêu thích ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ mãi thích như thế. Con người sẽ luôn thay đổi, sở thích tự nhiên cũng sẽ thay đổi thôi. Đúng vậy, thầy giáo từng nói, điều duy nhất không thay đổi trên thế giới đó là thế giới luôn có sự thay đổi. Mọi người nói chuyện sâu sắc quá đi, người ta nghe không hiểu gì cả. Hay là mọi người uống rượu đi. Đúng đó, uống rượu là quan trọng nhất. Uống thôi, tôi nâng ly rồi đó. Nana cũng thật to gan quá rồi đó. Sao lại có một cái chân nữa vậy? Chân ai vậy? Chân ai nữa vậy? Cũng tới góp vui đấy à? Làm gì vậy? Lại một cái chân nữa. Đây là muốn làm thành một bàn mặt trượt luôn đấy à? Sao ngay cả cô cũng đến nữa? Ai mà chịu nổi sự hành hạ từ năm người phụ nữ cơ chứ? Anh làm gì vậy? Tôi uống hơi nhiều rồi, tôi phải lên lầu nghỉ ngơi chút đây. May mà không để Ngọc Tuyết nhìn thấy, nếu không thì thảm rồi. Anh Tô Phong à, là em đây. Sao cô lại ở đây? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất đó là anh không muốn ở bên em sao? À Như, sao cô lại trở nên hoang dại như Di Nhi vậy? Nhưng mà mình thích lắm. Được, anh Tô Phong, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Em nhất định sẽ làm cho anh cảm nhận được lạc thú lớn nhất của đàn ông.
Sao? Ai vậy? Tô Phong là tôi. Tôi có việc cần tìm anh. Ngọc Tuyết, anh mở cửa ra đi. Tôi tới đây. Sao cô lại ở đây? Sao mãi anh mới mở cửa thế? Có phải là anh đang giấu cô gái nào đúng không? Đâu có, làm gì có. Kế hoạch thay đổi, mau tới đi. Ngọc Tuyết, không có ai đâu mà. Anh làm gì vậy? Tôi thấy hôm nay cô đẹp quá. Tôi nhất thời không kiềm chế được. Vô liêm sỉ, các người làm gì vậy? Triệu Hùng Kiên. Các người, hai chúng tôi vận động ở trong phòng một xíu để gia tăng tình cảm. Không được sao? Được chứ? Được chứ? Nào. Không biết ông chủ Triệu đang làm gì vậy nhỉ? Nửa đêm đột nhiên xông vào phòng của tôi. Không thấy Nana đâu cả. Không biết các người có thấy không? Anh không thấy bạn gái anh đâu. Thì anh tới phòng tôi làm gì chứ? Anh xem anh đúng là thật vậy sao? Anh điên à? Tôi thấy miệng Triệu Tổng hơi khô. Tôi chỉ cấp ẩm cho Triệu Tổng đây thôi. Cấp ẩm thì cũng là Nana cấp ẩm cho tôi. Cần anh cấp ẩm làm gì? Còn lè lưỡi ra nữa chứ. Chúng ta đi tìm Nana. Cứ như vậy sẽ hỏng chuyện hết. Chúng ta ra ngoài tìm thôi. Sao em lại ở đây? Anh Tô Phong à? Anh cứ nói thật với họ đi. Tôi nói gì mà nói chứ? Quên rồi hả? Vừa rồi anh còn nói người ta kỹ năng đỉnh nữa. Đồ tôi. Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết à? Sao cô lại nói thế chứ? Anh Tô Phong này, nếu như cô ta vào trễ một bước, không phải mọi chuyện đã là thật sao? Cái này gọi là giả định thôi. Cô, anh Tô Phong à, đừng có tức giận mà. Em bù đắp cho anh, có được không? Bù đắp sao? Bù đắp thế nào hả? Thế này có được không? Bệnh này của cô nghiêm trọng lắm đấy. Nếu không điều trị kịp thời, rất có khả năng sẽ không mang thai được đâu. Vậy phải làm sao? Tôi có thể giúp cô chị. Nhưng cô phải hứa với tôi một chuyện, giúp tôi giải thích rõ ràng với Ngọc Tuyết. Cái nào tốt cái nào xấu, cô tự mình suy xét đi. Trước mắt cứ hứa với anh ta, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Được, em hứa với anh.